Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bạn lúc vào học Nhật bác rất dễ này. Cái clip này em lên cho bác một con robot hút bụi nhá. Lại một con nữa này, thôi đây. Ai robot cả, ai Rambo có nhá. Ai robot này. Đấy, con này nó là đây nhá, điện 100V này, công suất của nó là đi công suất thì các bác nhá, có điện 100V nhá. Hình như công suất của nó là bao nhiêu watt thì em chẳng rõ lắm. Đấy. Ai robot này. Đây các bác hình thức đây nhá. Nó về của nguyên bụi này, cái này thì em vừa thay pin xong các bác này, thay pin rồi nhá. Ai robot này. Đấy. Đây, đáy đế của nó đây. Đấy. Đây nhá, tập sạc đế đây. Còn đây là cái máy, đây là cái máy đây các bác nhá. Đây là máy. Đấy, con này là đây. 213 này con này. 213 nhá, đây là khai thác này, có tháo ra rất dễ nhá. Con này mới lắm các bác nhá. Bên trong nó bụi bẩn này. Mình có nhìn không? Thì em cho các bác xem. Này. Sạch nó bác nhìn chỗ này biết được cái mùi nó sạch nhá. Đấy, ý là nó mới chứ. Còn cái bẩn này thì bác phải vệ sinh lại rồi. Đơn giản thôi. Đây hốc đây. Đây em nhá. Đây các bác nhá. Đây con này có chổi các bác này, có chổi quét này. Đấy, em vừa thay chổi mới các bác nhá. Em vừa thay chổi mới rồi. Đấy. Còn đây là khai rác các bác, khi muốn vệ sinh nhá, các bác ấn vào trong này. Đây hai cái thay đây các bác ấn vào trong nhá. Ấn vào trong nhá. Đấy, các bác mở ra. Thay vệ sinh cái chổi quét này, lau này, nước là ra hết nhá. Thì các bác nhìn này, rất khá là mới nhá, bên trong này. Rất là mới nhá. Đây con này nó là 6 đầu 6 các bác này, 63 này. Đấy, 63 các bác nhá. Đây khá là ok. Thì em sẽ test các chức năng cho bác xem nhé. Đây chân đấy khá mới nhé. Đây. Cho nó hoạt động đã. Đấy, con em cắm sạc này. Đây nhá. Các bác nhớ cắm sạc 100V giúp em nhé. Đấy. Quét đây quá nhìn này. Đấy, nó chạy nhá. Va chạm. Quả phát là quay lại đầu luôn. Đấy, quả phát là đầu luôn nhá. Đấy. Chạm phát là cái đầu luôn này. Đấy, quét bụi. Thế rồi. Nhá, em cho nó lên trên đây này. Đây, đây chạy này. Đấy. Đây, thử dụ, đây cầu thang. Ôi giời. Đấy, chạy nhá. Cái đâm đầu về tường ra. Úi, cầu thang. Úi giời. Đấy, ra cái không lo nhất nè. Đấy. Lao thoải mái này. Úi gì đấy. Đấy, quét rồi thử quay quét này con. Đấy. Đây thì giờ bây giờ cho nó về sạc cũng nhá. Em cho nó vào chuồng nhá. Đấy, nó đang chạy này. Đây, đây đốc sạc nhá. Đấy, ra đi này. Đây đốc sạc này. Đây là đốc sạc nhá. Đây, nó đi chậm lại không nhá. Và nó. Đấy, nó leo lên hết là sạc. Đấy. Đấy nhá, thế sạc các bác nhá. Các bác nhớ cái này phải cố định với nhau nhá. Đấy chưa? Rất là ok. Đấy, thì bây giờ đây bác lấy con này nhá. Thì em để các bác con này với giá là 2,2 triệu nhá. Chuyển khoản em sẽ bác ship. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Em chào các bác.